Xin chào quý ông bà cô chú đang quay trở lại với kênh của Thiện Tiên Vlog. Cái này là bánh canh cá lóc đúng không anh? Chính xác. Chính xác luôn. Ồ, bữa nay có anh này phụ luôn hả? Dạ. Anh nằm bên nhà hàng á. Anh muốn hỗ trợ không? À, anh có cần tụi em hỗ trợ gì không? À, hiện tại em muốn giúp anh nhưng mà hiện tại em làm caramel cho anh Niu luôn rồi. Ship tô ra hả? Bao nhiêu tô vậy anh? 20 tô. Rồi đầu tư luôn cái thố luôn. Đúng rồi. Giống như luôn hồi hổm cũng có lần đầu tư cái thố này ha. À. Hiện tại cái bộ phận y kiếp mình như hai vậy đi. Theo thông tin của bộ truyền thông này. Dạ rồi chị vô phụ luôn. Bộ ơi quá hạnh phúc luôn, khán giả đến đây phụ để chuẩn bị cúng cho cậu nha cả nhà. Ê bộ phận mình ơi. Đó, đủ hai nha. Bạn đi. Hai bạn đi. Anh ơi, cái này mình có quấn bọc lại không vậy? Có. Vậy mình quấn ở bên kia đi rồi đem qua đây. Không, mình để lên mặt hàng cái em đủ luôn à. Ý là quấn bọc trước thì anh em qua đây chứ dễ không? Không phải, mình đưa lên mình quấn luôn. Hai bạn đi. Thì đó, bên đó xong hết đi, dài qua bên đây là vừa rồi đó. Chị nào mới gãy ra cái tay nha. Rửa rồi, mới rửa. Theo thông tin từ anh em là chị nào mới gãy thì chúng ta đã rửa tay trước khi mình. Sao cái đem cái bao tay vô chị có cần em giúp không vậy? Hai bữa em mua một bọc đấy đâu đó đó. Cứ nhét vô đó. Hai người quấn luôn. Rồi. Nào đây này cho nhanh. Đây là 20 tô bánh canh cá. Bánh canh cá. À, hai tô bánh canh. Nhìn rất là thơm ngon, đặc biệt. Không biết là của nhà hàng nào ha. Bánh canh gạo đúng không? Bánh canh gạo. Đúng rồi. Bỏ đây nè. Bên này là công đoạn rau nha cả nhà. Khán giả phụ thấy hương lắm cả nhà. Đó mọi người tay á. Đó, thấy hương không? Rất tuyệt vời. Rau đắng, rau tí tô. Có tắc nữa cả nhà. Wow. Bữa nay là hấp ngày dẫn nha. Ngày cũng 300. Chưa có ai mà đi cộng đồng á, sáng cũng chiều cũng. Chưa cũng. Nay anh yêu bỏ cái cơm trưa luôn không? Bỏ cơm trưa chay à, cho mai lại muốn chay rồi nha. Rồi ngày mai là sẽ cúng chay nữa lại nha cả nhà. Đây là cái món bánh canh cá lóc cả nhà. Anh ơi, sao tự cúng ra rồi? Bánh canh cá lóc. Mình cúng bao nhiêu phần vậy vô? 20 phần bánh canh cá lóc nha cô chú anh chị. Quá tuyệt vời. Rất là ngon nha mọi người. Cả nhà. Rất tuyệt vời. Cái tô nào mà mình cúng cùng năm
20 phần. Làm về là sạch sẽ nè, hổm rồi quá giờ rồi luôn. Sau đó là sẽ để một tô gặp nó nghe mùi cá lóc này là rồi dữ lắm. Như là cái nồi đất cũng được ha, nồi đất à. Kia là phở thố đá đó, nó đó. Bánh canh canh lóc vậy. Mười tô một bên, mười tô. Mình xéo đổ nha. Ừ, lắc ta mà. Để nói. Chứ cái tô nó nguội, còn nó làm cái này ăn nó lâu nguội. Năm nhiều yêu. Cũng trên bàn này rồi. Sắp 33 nha. Kia cũng cái ông kêu dặn chút lấy em rồi vậy. Dịch hút là tô tô. Ông nào? Ông mập á hả? À, ông mập á. Đấy hả? Kia kìa em á. Mập nào? Rau mình để đây chứ. Rau mình có để đây chứ. Bọc rau luôn. Để hai hàng cho đẹp ha. Đó, để hai cái đầu. Bọc lại chúng em mà bọc lại rồi nó rồi, rồi, hợp lý rồi đó. Cái qua. Hiện tại thì vừa cúng cầu rất là đẹp mà cũng vệ sinh an toàn thực phẩm á. Thì bây giờ mình sẽ chờ ra một khoảng hở. Đó, chờ ra một khoảng hở như thế này. Bánh canh cá lóc. Bánh canh cá lóc. Mình không có đậy kín hết nhưng mà vẫn chờ một khoảng hở nha. Anh làm trải nghiệm bằng mắt trước, thì thực trước, sau đó mình sẽ khẩu thực sau. Bị lại là hai tô nó bưng bưng lên nào. Nói lên quá trời luôn. Rồi mang lên. Bưng lên. Rồi bưng lên mấy anh ơi. Tay nổi không anh? Nước sôi. Rất là tuyệt vời. Để cái đó ở ngoài đây trong nha. Anh, để cái đó ở ngoài nha, cái màu đen vô vô trong. Rồi bây giờ là chuẩn bị đem lên nha cả nhà. Rất hoành tráng. Cảm ơn quý khách gửi phần quà tới cùng nghề thịt Vũ Linh buổi chiều. Cảm ơn rất nhiều ạ. Vâng, phần quà rất hoành tráng ạ. Quá là hoành tráng. Trong ngày và các bạn để thăm cánh của mình quý vị. Cô chú chị có 20 tô bánh canh. Thay.
Hello, xin chào cô chú nha. Hiện tại bây giờ là cúng 20 tô bánh canh cá lóc cho cậu buổi chiều. Cái phần bánh canh cá lóc là tụi em bao lại cho nó sạch sẽ nha cô chú anh chị. Đó, một cái phần vậy là có trứng cút, có cá đồ rất là ngon nha. Cái này là chanh với ớt là bỏ vô nữa, tăng đầu nữa là cậu ăn vô thôi, là vừa chua chua cay cay là cậu bắt hát luôn. Và đến đây thì Hiệu Tiên kết thúc cái video nha cả nhà. Cả nhà nhớ đăng ký kênh và like để tiêu ra những cái video mới nha.